OK OK Thái, xem mạng không? Ừ, ở đấy xem ạ. OK Thái, bây giờ tao cần mày nói lại tất cả mọi thứ mày vừa nói nhưng mà với người xem. Chúng ta đang làm gì ở đây? Xin chào anh em. Hôm nay tôi được giao trọng trách bật theme cho lớp. Giờ tôi phải kết nối cái dây vào máy tính. OK. Thái, đây anh có thể cho biết đây máy tính ai không? Đây máy tính của tôi anh em nhé. Đây là con HP. Sử dụng chip Intel Core i5. Màn Full HD cộng. OK. OK Thái. Anh có thể cho biết là cái máy tính này hoàn toàn của anh này nó bao nhiêu tiền không? À, máy này của tôi mua được hơn 50 triệu anh em ạ. 50 triệu cả. 50 triệu. 50 triệu. 50 triệu mua một chip i5. I5 thế thứ 10 anh em ạ, thế thứ 10. 1. Ô, đây, không vào à? Đâu? Nặng không vào thôi à? Ok, mẹ thiên khuê đi. Dùng mẹ thiên khuê đi. Mẹ thiên khuê. Cái nối màn hình đâu nhỉ? Ô, Thái. Thái. Đây có phải là cái... Ê, cái cổng nối màn hình là cổng HDMI à? Đây à? Đúng. À đây, lại tiếp. Ok. Đây anh em ạ, đây là cái cổng nối màn hình, cổng HDMI anh em ạ. HDMI. Wow. Ê Thái. Màn hình bật chưa? Chưa Thái, mày hãy bật màn hình chiếu đi. Tiểu Nhi. Đây rồi. Ok. Ê Thái, đây có phải là cái thứ mà tôi đang anh em thấy đây là một trong năm ứng dụng rất là cơ bản. Đây là Chrome này. Một trong 6 ứng dụng rất cơ bản. 6 Chrome này. Chrome. Microsoft Edge. File. Messenger. Instagram và Liên Minh và League of Legends. Đây tôi sẽ bật Facebook nha. Không, làm Thái làm bắt coi. Oh no. Cái gì vậy? Mày tuấn Win 10 à? Giờ mới tập Win 10 chưa thích. TikTok. Tại mà TikTok cho cả lớp theo. Cái này. Mày không tải Facebook à? Em ơi. Facebook đâu? Ô Thái, mày tải Facebook à? Ơ tao tải Facebook mà. Đây anh em ơi. Ô Facebook tải về. Tôi vào anh em ơi. Wow. Thái, sao mày không ấn cái nút này để bật tôi? Tôi! Đây. Cháu bé lại như nào? Cháu bé mà không có chùa thì làm như nào? Sao đây? À đây. Thử đây đấy. Ok. Tôi nhiều lúc già không nhớ được cái nào. Ai qua rửa múc? Cái gì đây? Con đường này. Ai? Mẹ mày đừng nghe. Ai? Con rửa múc. Ơ anh em xem tôi xem video đầu tiên của nó lớp. Ok. Bạn Tuấn. Ô. Anh em. Xem video đầu tiên nào. Pocket này. Có con lợn đứng này. À có cái video riêng gì à? Video đầu tiên. Em không có lúc nào để bật video đầu tiên luôn. Video đầu tiên anh em ơi. Ê bật cái highlight lên con. Ở rồi cái này. À loa loa anh em ơi. Là. Các đồng chí ơi. Bluetooth. Cái này loa cái nó gì anh ạ? Cái nó Bluetooth. Đây. À cái nó Bluetooth rồi á. Đây. Hey. Bluetooth đâu vậy? Bluetooth. Cái nó chưa. Là my device ấy cái gì? Hey. Hả? Yo mama cái ok gì? Rồi my computer đâu nhỉ? ZBC à? À no. Mama my cái nó Bluetooth. Yeah. No. Tôi chạy máy này. No, mày đi ra. Gì đi máy computer. Để sao máy. Máy là tao ấn đây là nó quay rồi mà. Đây. Tao ấn đây là nó ra Bluetooth rồi mà. Đây. À, cái máy đéo rồi. Cái máy mười mấy triệu đéo rồi. 50 triệu. 50 triệu. 50 triệu đéo rồi. Ê, nó tự nhiên nói à? Bluetooth. On kìa. Not connected. Mày ấn giữ thử xem. Đây rồi. Ok. K1 mà. Ok. Anh em K1 máy tôm anh em. Bây giờ làm trận cờ âm thanh sấm động thôi. Đây tôi sẽ ra video đầu tiên. Ê. Kì giờ đi. Ok. Có video. Cái nhóm này đăng nhiều rồi. Đây. Tao chẳng bao giờ vào nhóm này. Anh em ơi. Nhìn lại một năm của ai nhé. Ôi.
điện, tắt điện. Để tôi đang làm mơ. À đúng rồi, đúng rồi. Chẳng nghe cái gì đây là xuống cái giá cái gì đây là đôi lần hả làm cái gì nhỉ? Đây các bạn qua điều thuyền chứ không nghe nói là chưa mà cái nói rồi mà các bạn đâu chưa một tiếng mày bảo chị hiểu ra Jay-Z mom review phim lên nhà em ơi. Hoa điêu thuyền. Đâu nhỉ? Đây này này. Chịu. Chịu chịu ta. Sao này tiếng của gì ơi? Tiếng đấy. Ồ thôi. Thật đấy, cái máy tính 50 triệu này có vẻ rất là xịn. Trời trời trời. Ê, ê, mày nhắc xin game, mày nhắc xin game đi. Mày nhắc xin game đi. Ê, nhỏ như nào. À, các bạn có ý nhạc gì nhỉ? Nhạc xin game. Xin game á? What the fuck? Em phải chơi nhỏ đi, hình như cái lớp khác cũng còn... Cũng đang chơi như mình nhưng mà chơi nhỏ. Đang chơi đây. Cũng đang chơi như mình nhưng mà chơi nhỏ. Đây à, đây à, đây à, lết sai nhá. Mày ấn nhỏ tiếng trước đi. Ô, cái máy này có cả nút để ấn nhỏ tiếng luôn. Lết sai nhá, lết sai nhá. Máy 50 triệu xin. Ê, bà quân cấp 2018 chiến vậy. Đây. Sambira, ê ê. This is a... Mấy cái bát lơ thì chàng cái tấn em thích tấn ba. Sakura là bọn Pique. Sakura hơn Pique mười mấy tuổi cơ mà. Sakura thì khỏe ai? Chill. Lớp rất là chill nhé. Tôi đánh giá lớp rất là chill. Ở Pique Faluna. Mình cái tay nó có đẹp. Tao sẽ phát sao tới 2014. Mẹ. Em biết chưa 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 mẹ